楚楚，云，对不起，楚楚，不行，错人是我，是我跟丁宁硬生生的把你跟楚楚拆散。怎么说？丁宁告诉楚楚，说他怀了你的孩子，所以楚楚才不得不忍痛跟你分手。聂风成魔，早晚会跟天下武林为敌，迟早难逃一死啊！哎，你还是对他死心吧。若他真有什么不测的话，我不会让他一个人去死的。啊？我会跟他一起去。周叔叔，如果真的会有那么一天，请你把我跟风合葬在这儿。楚楚，我马上回来。楚楚，楚楚，楚楚，哎，等等，还是我去吧，你留下陪他。啊，不，我去，我去，我去，我，你们要去地震了，快去找振博！我当爹了，我当爹了，我当爹了，我当爹了。你想不想抱一抱我？可以吧？林大哥不好吧？来，恭喜你们。ngoan nha ngoan 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 nha con ngoan ngoan tên con là gì hả? Tên Bộ Đình có đúng hay không? Được rồi, để chạm nha nè. Đã mở mắt chưa hả? Bộ Đình, Bộ Đình, Bộ Đình, Bộ Đình nè, Bộ Đình, Bộ Đình. Ê, Bộ Đình. Ê, ê, lại ngủ nữa hả? Đến nó ngủ rồi. Phải bú sữa rồi. Được, cẩn thận. Đi tìm mẹ nha. Ngoan lắm. Coi đi. Dương Đại Hiệp, cuối cùng ta đã tìm ra được hai người rồi. Đao Thần tướng quân, vì chuyện gì mà vội vàng đến đây? Tôi phụng lệnh hoàng thượng đến báo cho hai vị hung tinh đó. Hung tinh? Vô danh đại hiệp, ngài chết rồi. Không thể nào. Sư phụ ta không thể chết. Vô danh tiền bối võ công cao giới không tới, ta không tin có người có thể giết chết tiền bối được. Nghe nói Hùng Bá sai đệ tử Tần Sương chặt thủ cấp của đại hiệp xuống. Đại sư huynh, đại sư huynh đã giết vô danh tiền bối, tại sao ta lại làm vậy? Chẳng những như vậy, tất cả cuộc đẫm máu trên giang hồ đều do hắn phía sau lưng sách động. Đáng giết. Lúc trước vô danh tiền bối không có nên tin lời Hùng Bá. Và ta càng không nên vì nhất thời mềm lòng đã không lấy mạng của hắn. Bây giờ hối hận không kịp nữa rồi. Đây là thủ cấp của vô danh đại hiệp, hoàng thượng sai ta mang đến cho hai vị xử lý. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ,
Năm xưa sư phụ đã buồn vì mất vợ, đệ đã vì thầy mà xây một ngôi mộ giả tránh tai mắt của người đời. Nhưng không ngờ hôm nay con lại vì thầy xây ngôi mộ, vĩnh biệt với thầy thật rồi. Sư phụ, đệ tử thật có lỗi với thầy, đệ tử thật vô dụng, không thể thấm nhuần hiểu biết kiếm đạo của thầy. Sư phụ với lại đệ tử đã làm những chuyện rất tồi tệ, đã làm thầy mang xấu. Đệ tử có lỗi với thầy. Chiến do thần tuyệt cung lại là trận chiến sau cùng của tiền bối. Biết trước nguy hiểm như vậy thì ta sẽ không để một mình tiền bối đi đuổi bắt được vô thần. Ta nên đi cùng với tiền bối. Với công lực của sư phụ, tần sư không dễ dàng đập đánh được sư phụ. Đừng nói đến lấy mạng của sư phụ, không biết bọn họ giở thủ đoạn độc ác gì mưu hại sư phụ của ta. Sư phụ, hãy yên tâm, con quyết định bắt họ nợ máu trả bằng máu. Cho vô danh tiền bối có phải không? Tiền bối đối với ta như thầy như cha. Trả thù cho tiền bối, ta không từ nan. Chỉ là em biết anh đang lo cho em và con. Anh thật lòng vì tiền bối mà làm việc đó thì anh hãy đi đi. Em đồng ý cho anh đi thật chứ? Ừ. Nhưng mà em và con phải cùng đi với anh. Không được, em mới về sanh con, anh không thể để cho mẹ con em phải chịu khổ chung. Cho dù phải đi khắp chân trời góc biển, em và con cũng phải ở chung với anh. Nhưng mà như vậy thì nguy hiểm quá, anh không thể để em và con phải mạo hiểm như vậy. Em có biết hay không? Không, chỉ cần có thể ở chung với anh, có chịu bao nhiêu khổ em cũng cam tâm tình nguyện. Em không muốn sống những ngày lo lắng sợ sệt, sanh ly tử biệt nữa. Nhưng mà anh hãy nghe một lần đi mà. Tuy rằng em và con không có giúp gì được cho anh, nhưng mà em muốn anh hiểu, mẹ con của em mãi mãi luôn ở bên cạnh anh. Khánh Quang mời vào trong. Xin mời. Các vị Khánh Quang đang tìm chỗ trọ phải không? Quán trọ dừng lại của chúng tôi đúng là phòng tốt giá rẻ, bảo đảm quý vị giữ ý mà. Anh này nè, tốt thật đó. Nè, giờ ở đi nha. Xin mời vào. Khánh Quang à, quán trọ Hương Long chúng tôi phục vụ khách chu đáo lắm đó. Tại sao dành khách của tôi vậy?
Khách nào ở quán ông chứ? Ê bộ đại hiệp, mời vào mời vào. Bốn tiệm chờ đợi lâu lắm rồi. Sao lại biết chúng tôi sẽ đến? Sáng nay có người tới dặn dò, mời các vị an tâm ở lại đi. Bốn tiệm chuẩn bị sẵn ba phòng tốt cho các vị rồi. Nè, ta thấy chuyện này lạ lắm. Mà cái người này có ý đồ gì? Chúng ta lại trước rồi tính sau. Tại sao trong quán trọ không khách gì? Ê bộ đại hiệp, xin đừng quá đa nghi. Buổi sáng có người tới đây bao hết cái quán trọ này rồi. Chúng tôi chào hạ cho các người mà thôi. Ê. Ra tay rộng rãi như vậy, thật ra là ai? Tôi không biết nữa. Ê, tôi dẫn các vị nghỉ ngơi trước đi nha. Ê, ê, xin mời xin mời xin mời. Nè, mình đi. À, mời mời mời, xin mời xin mời. À, xin mời. À, mời 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 à, mời à, các vị nghỉ ngơi trước nha, tôi chuẩn bị cơm nước. À. Nha, mời. Hai bảo vệ hai cô này. Mày đây, mua đây, mua đây, đây, mua đây, ha, lồng đèn đây nè, mua lồng đèn đây, hey, ngầu dữ vậy, phải rồi, hey, mua đây, lồng đèn đây, bây giờ mày vô nha, mua đi hả, lồng đèn đây, đúng thật là Quỳnh, quán trọ này cũng do Quỳnh sắp đặt, không sai, tại sao Quỳnh lại làm vậy, tại sao chứ? Để chỉ nhanh chóng hiểu thôi. Tuy ta nữ Quỳnh là đại sư Quỳnh, nhưng Quỳnh nói giáo cho giặc, hôm nay ta phải trả thù cho vô danh tiền bối. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng ngươi thay ta với vậy người ta sẽ tha cho ngươi hay sao? Mối thù của vô danh tiền bối ta nhất định phải trả. Chứ sư đệ, nghe tôi nói nè. Mối thù của Du Danh tiểu bối, ta nhất định phải trả. Nhưng sư đệ, nghe tôi nói nè. Nghe tôi nói đã. Tiền bối. Tiền bối, để tránh đối tác khùng bá nghi ngờ, tiểu bối xin phép cáo lui trước. Được. Ông và đại sư huynh là hắn đã cứu ta, là hùng bảo muốn người giúp ta. Không sai, ta ở lại đây ta muốn mang thủ cấp người về phụng lệnh. Nói thủ cấp của người, hãy đi cho thành tuyệt cùng cũng là người phụng lệnh làm mà. Thông minh, chỉ cần trừ khử các người đi của đường sư phụ xin báo cho lầm, không ai có thể ngăn cản nữa. Thật là không ngờ hùng bá cũng như tuyệt vô thần có giả tâm đang sói. Tiền bối xin đắc tội. Chúc mừng đại sư huynh lập công lớn. Đưa đâu đây? Phát tín hiệu báo động của sư phụ biết. Tiền bối đã đắc tội rồi. Tại sao lại làm như vậy? Hùng bá định dùng câu chuyện tâm đường khống chế tôi, nhưng tôi lại sớm phát hiện lần nào cũng ép uống thuốc gì. Tôi không phải thật lòng nghe lệnh của ông ta đâu, chỉ là giả thuần phục thôi. Nhưng nếu người không lấy thủ cấp của ta, người lấy gì cho phụng lệnh này? Tiền bối yên tâm, tôi đã chuẩn bị mặt nạ da người của tiền bối. Hùng bá có gian xảo quy quyệt cách mấy, không ngờ là tôi có chiêu này.
ra là vậy. Là ta đã hiểu lầm đại sư huynh. Hiện nay nghe nói Hùng Bá đến Lăng Vân Cốc, ý đồ chiếm đoạt Long Mạch để hòng được ngôi vua chánh thống. Ta không muốn liên lụy Tần Sương. Lần này ta không tiện ra mặt, cho nên ta muốn người có thể cản trở Hùng Bá được tội nguyện. Nếu không chắc chắn thiên hạ sẽ lâm vào cảnh đại họa. Tiền bối, ông muốn tôi phải làm sao? Hùng Bá giúp thế xét đánh không kịp bưng tay, chỉ ra đánh thắng trung nguyên các đại môn phái. Hiện nay trên giang hồ có thể đối lập được với hắn đã không còn bao nhiêu nữa. Ta muốn người nhất thiết phải cản trở Hùng Bá tiếp tục hoành hành. Tiểu bối sẽ không từ nan, chỉ sợ thế cô và sức yếu thôi. Được rồi, ta sẽ dạy cho con toàn bộ kiếm đạo mà gần đây ta mới ngộ ra. Làm náo động toàn thành, cậu hoàng đế đã dẫn quân tới đây. Tốt lắm, lão phu sẽ chờ hắn tại Lăng Vân Cốc. Đi. Lên đường. Kiếm đạo đó phát triển tột đỉnh. Đệ tử cảm ơn sư phụ hết lòng dạy bảo. Kinh dực, thật ra tột đỉnh kiếm đạo cũng chỉ mong đến kiếm khí vô hình, và con có thể trong thời gian ngắn thất khí tu một, tự mình ngộ ra một bộ kiếm đạo thực chất tồn tại. Thành quả đó là một cảnh giới mới hoàn toàn tương đối kiếm khí vô hình. Cảnh giới như vậy như có như không, với sự hư ảo có không không, sư phụ đã nghiên cứu cả đời. Trong ký ức của sư phụ có thể còn đạt đến cảnh giới ngoài kiếm đạo rồi, đó chính là kiếm thánh kiếm nhị tam. Nhưng khi ông ta đạt đến cảnh giới này đã lâm vào tử vong rồi, cho nên trong mắt sư phụ coi ông ấy như đã thất bại. Nhưng sư phụ không sao ngờ được con tuổi trẻ như vậy trải qua bao nhiêu phen chuyển hướng, con có thể ngộ kiếm đạo không thua kém kiếm nhị tam, đúng là hậu sinh khả quý, rất là hay đó. Sư phụ, kiếm đạo mới do đệ tử ngộ ra là do thầy mới có được, xin sư phụ đặt tên cho. Nay kiếm đạo này khác với kiếm đạo ở trên đời đã sẵn có, ta nghĩ ở đời này sẽ không tìm ra bất cứ chữ nào để đặt, trừ khi chỉ có chữ này. Kinh dân, sau này kiếm đạo của con có thể dùng cái chữ này. Sư phụ, trên đời chỉ là muôn ngàn, đệ tử bất tài chưa từng được thấy chữ này. Là vì chữ này
không phải là chữ đã có trên đời. Đây là sư phụ sáng chế ra nó cho kiếm đạo của con đó. Tựa mây phi mây, tựa kim phi kim, cũng chính là hàm ý của nó. Con có thể đọc nó là bá. Bá. Không thể tiếp tục chờ nữa, tôi phải tìm kinh dân. Sao sợ không được? Tôi không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ. Ta thành vỡ công bộ kinh dân chắc chắn sẽ không sao. Phải, tỷ tỷ đừng quá lo. Nhưng mà kinh dân, kinh dân. Sao sợ? Kinh dân. Thật ra huynh đi đâu? Tại sao một ngày một đêm mặc cho âm tính? Chẳng lẽ huynh không biết sao sợ rất là lo lắng cho huynh? Xin lỗi, đã làm cho mọi người bận tâm. Đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn báo cho huynh một tin vui. Sư phụ của huynh vẫn chưa chết. Sư phụ? Sư phụ? Sư phụ? Sư phụ? Quá thật, thầy mình đang vô sự. Thiệt là tốt quá. Đệ tử kiếm thật bái kiến sư phụ. Dù danh tiền bối để được đại sư huynh cứu mạng, và thầy đã nhận ta làm đệ tử, hướng dẫn ta sáng chế một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Có thể bái cho danh tiền bối làm sư, thật đúng là quá tốt rồi. Bộ kinh dân, sư phụ ta thường xuyên thở dài. Nếu không phải trên người của huynh có quá nhiều sự cố chấp và thù hận, sư phụ đã nhận huynh làm đệ tử lâu rồi. Nhưng mà xem ra bây giờ huynh quả thật có duyên nợ thầy trò với sư phụ của ta. Cuối cùng sư phụ cũng nhận huynh. Có lẽ đây là ý trời. Dạ phải, là ông trời cho con cơ hội để mà bù đắp lại cho sự giết chóc trước kia của con. Sao sự, anh cần phải xa em một lần nữa. Anh cần phải đi căn ngăn Hùng Bá đoạt lấy Long Mạch. Quên ở lại với sao sự, hãy để ta đi. Không được, quên không cản nổi Hùng Bá đâu. Nhưng mà Kim Thần, bây giờ con đi tìm Hùng Bá, chỉ tăng thêm vong hồn. Con hãy theo thầy về đi. Sư phụ. Sư phụ về ở Sơn Lâm, nghe nói con lại phạm một ít sai lầm. Con hãy theo sư phụ về tu luyện lại nữa, như vậy có thể cho con làm người khác hẳn. Đinh Ninh, sở sở phải trông vào cô thôi. Con hãy yên tâm chờ đợi, anh sẽ nhanh chóng trở về. Như vậy tại sao vẫn chưa tới hả? Vậy đó, tại sao càng sâu càng nóng vậy? Hai vị đại hiệp hãy bớt giận đi, ở phía trước sẽ tới thôi. Xin đại hiệp hãy ráng chịu đựng giúp nha. Trong cấm đạo có một con dị thú quả kỳ lân canh giữ. Sau khi tôi xem bản đồ cũng đã 5 lần 7 lượt vào đây để mà tìm hiểu, chỉ tiếc là lần nào vào đến đây thì không vào trong được nữa. Có con quả kỳ lân nó canh giữ. Chủ công à, không biết tính làm sao đây hả? Một con dị thú lợi hay gì, muốn tìm việc đó thì khó gì chứ. Chúng ta đi.
phù cũng đã vì người chuẩn bị sẵn năm phần quà làm quen rồi. Con súc sinh, thiệt là hung dữ quá. Hoàng thượng, các người xem, kinh diễn của làng Nhân Cốc là người của Hùng Bá. Chúng tôi đi ngày lẫn đêm, dựng đến trễ bước. Hoàng thượng, bọn họ ai cũng ánh mắt nhìn nhận cả, sắc mặt là sức sống. Bọn người này hiển nhiên là cao thủ võ lâm, nhưng đại quân do Quy Diễn tướng quân thống lĩnh, nhanh nhất cũng hai ngày sau mới đến được đó. Bọn dừng biết trước mặt cái địch đông hơn mình, với thực lực chúng ta chắc còn khó đánh thắng một cao thủ này. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối không để Hùng Bá lấy được đâu. Dù chỉ tiếc cơ hội thôi, cũng phải nhanh chóng vào động. Hoàng thượng, không cần nhiều lời, bí mật trong động rất là quan trọng. Hôm nay phía ta thấy còn sức yếu, bổn dương phải cùng Bá Khanh vào trống mà thôi. Hoàng thượng, lòng thể là trọng, không nên mạo hiểm. Xông lên! Hoàng thượng, bộ kinh dừng. Dừng đại hiệp. Bản đồ đã ghi, cứ theo con đường này đi thẳng sẽ tìm được nơi chúng ta định đến. Tốt, xem ra mảnh đất Thần Châu đã nắm gọn trong tay của lão phu rồi. Thì là lợi hại, cả quả kỳ lân cũng bị giết. Bộ kinh dừng, Hoàng triều Hưng Suy đều trong trận chiều hôm nay. Chuyện trước kia bổn dương không thể cứu nữa,
mong là Khanh hết sức giúp cho trẫm đi. Dạ. Nơi này là không có gài bẫy gì, thật là quá lạ lùng. Chúng công tất cả đều thuận lợi như vậy, chúng công đúng là hồng phúc tề thiên. Đừng quá vui mừng, nguy hiểm thật sự đang ở trước mắt, cần phải cẩn thận. Hùng Bá, có chúng tôi đây, ngươi đừng hòng tội nguyện. Hôm nay lão phù đã dám đích thân mạo hiểm mà vào động, nhất định là lão phù quyết chỉ phải có được nó. Tôi gan chết đến nơi rồi còn nói lời ngông cuồng. Kẻ nào cản được của lão phù thì kẻ đó giết hết không tha. Phong sư đệ, đệ không sao thì tốt quá. Mỗi nơi đều có sức mạnh phản kích, nội lực thâm hậu, dùng mắt ma để xem thử không bao nhiêu cân lượng. Phong sư đệ không nhận ra ta sao? Ta là dân sư huynh mà. Tại sao lại đệ đi với bọn Hùng Mã? Thông nghe hắn bao trùm một luồng khí mây chạy khắp kỳ kinh bắt mạch, tất cả khí môn trên người đều được đả thông. Người và kiếm đã kết thành một, kiếm và tài tụ khí mạnh nhất, nhưng kiếm vô ngã. Được, việc đã như vậy, lòng mạch không được lọt vào tay Hùng Bá. Xem trọng đại cuộc, nếu như Nhiếp Phong cản được cũng cần phải giết cho thắng. Nhìn kỹ đi, lão phù mới là chân mệnh thiên tử, tất cả đều là con kiến tùy ta chà đạp thôi. Chủ công, hôm nay chính là cơ hội tốt để thuộc hạ lập công, hãy đảm mãn. Hoàng thượng, có sao không vậy? Lão phù đã sớm nghĩ đến bọn người bộ kinh dân có thể thoát chết trong trận biển lửa, trong chúng ta chắc chắn là có nội gián. Nhưng mà lão phù không thể nào ngờ được người ấy lại chính là người. Lão tặc, ngươi tưởng ta bị cửu chuyển tâm đàn khống chế thì đã sai lầm lớn rồi. Ta chịu đựng ở bên cạnh nhà người chính vì trận chiến hôm nay. Nếu không thể do lão phù sử dụng thì hôm nay sẽ không giữ lại ngươi. Hồng Bá, để lão trước gặp ngươi. Thư hoàng hiệu xưng thiên hạ đệ tam, chẳng qua chỉ vậy sao? Phong, anh có thể giết người. Phong, hắn nó phụ chiến tâm đệ của Hùng Bá rồi, hắn nó thành thịt nát ma rồi, chỉ có linh Hùng Bá thôi. Phong, anh không nhận ra em sao? Phong, Phong sư đệ. Phong, anh không còn nhận ra em nữa sao? Phong, lạ quá, kinh dân đấu với Hùng Bá tại sao không có tiếng động gì cả? Nè, chúng ta đi xem đi. Đi nè, Phong sư đệ. Phong, Phong. Hoàng đế là rồng quả thân, đầu người thân rồng. Hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Diễm Phong, mau đoạt lấy đoạn xương lưng ấy cho lão phu. Phong sư đệ, nè. Được, cuối
cùng thiên hạ thuộc về ta. Long Mạch bị Diễm Phong đoạt mất rồi. Diễm Phong chạy mau. Đến dốc Lạc Dương hội họp với lão phu. Diễm Phong khinh công siêu việt nên sống thoát khỏi bọn họ. Tại sao vẫn chưa đến đây? Chẳng lẽ hắn đã gặp phải chuyện gì rồi? Chủ công. Chủ công Thiệt Tâm, ngươi có đuổi kịp Nhiếp Phong không? Thuộc hạ vô dụng, vừa ra khỏi Lăng Vân Cốc đã mất dạng Nhiếp Phong. Lạ quá, lão phu ra lệnh hắn đến đây chờ, lẽ ra hắn nên đến sớm mới phải chứ. Chẳng lẽ Nhiếp Phong của phản bội chủ công rồi sao? Không thể nào, không thể nào đâu. Hắn đã nuốt cửu chuyển tâm đơn, tâm trí không phải tự hắn khống chế nữa, sẽ không dám chống lại lệnh của ta đâu. Chủ công không nên sơ ý, Tần Sư chính là một thí dụ tốt nhất. Ở trên khắp thiên hạ, ngoài Tiêu Tâm ra, sẽ không còn ai một mực trung thành với chủ công nữa đâu. Tốt, người hãy lập tức thống lĩnh hội thăm dò tung tích của Nhiếp Phong, bất luận sống chết nhất định phải tìm được hắn đoạt lại Long Mạch. Dạ. Cầu đó có mấy đứa nhỏ đấy mà, người ị lớn hiếp nhỏ hay sao? Mau trả trái cầu lại, có nghe không? Mày lên, mày lên, mày lên. Tao kêu trả cầu mà, người lại quăng xuống dưới như vậy, rõ ràng muốn ăn đòn rồi hả? Buông tay, hôm nay tao cho người biết tay nè. Người Chú có phát hiện không? Phong đã khác trước rất nhiều. Đúng vậy, Thúc Thúc cảm thấy có chút lạ. Phong, anh đi theo em được không? Nè, ăn nhiều một chút, đồ ăn còn rất nhiều. Ăn no rồi em đi tắm gội, đây là y phục để em thay đổi. Đồ đạc của anh để em dọn cho. Đi đó. Phong, dừng tay. Chú Thúc Thúc, chú đừng có đến gần, chú không sao. Xin lỗi nha, em chỉ muốn dọn dẹp đồ đạc giùm anh thôi. Cháu, mà tỉnh quá không được ổn định, cháu phải cẩn thận. Anh bây giờ càng ngày càng bình tĩnh, sát khí càng ngày càng ít, cháu tin chắc là anh sẽ trở thành Nhiếp Phong như trước kia. Phong. Hey.
Thú vị. Long mạch. Đúng vậy. Long mạch là chỗ ở của linh khí tại thần châu, có đầy đủ năng lượng thần phục dần dần trên trời đất. Chẳng trách hùng bá và hoàng thượng đều muốn có được để dễ bề thống trị thiên hạ. Ý của Trường Thúc Thúc là Nhiếp Phong đã bị nó thuần phục rồi. Không sai. Hùng bá nằm mơ cũng không ngờ, sau khi Nhiếp Phong có được long mạch, dưới sự ảnh hưởng của long mạch tạm thời bình tĩnh trở lại, cho nên đã không nghe lệnh của hắn lại ngầu dù khắp nơi. Nếu nói vậy, chỉ cần long mạch ở cạnh Nhiếp Phong thì anh sẽ có ngày hồi phục. Ừ. Cháu gái à, cháu sẽ cùng ở bên cạnh Phong Nhi đến khi hắn hồi phục lại hình dạng trước kia. Ừ. Tốt, sắp xếp xong rồi. Hi, ngoan ngoãn nhờ, con cưng của mẹ. Kinh Dân, chuyện long mạch đã xong, đại sư huynh cũng trở về đây. Ừ. Sơ sở, chúc mừng cô. Đại sư huynh, cảm ơn anh. Lần này nhờ có anh chăm sóc cho Kinh Dân. Đâu có. À, em bé này là trai hay gái vậy? Là bé gái, tên là Bộ Đình. Ừ. Con gái tốt, dễ thương. Ta thấy dân sự đệ của con nên dạng sự điều tốt. Ừ. Dân đại ca, đã về rồi hả?